Hi, xin chào, là Vinh đây. Trong chuyên mục review Long Thành ngày hôm nay thì Vinh sẽ hướng dẫn cho mọi người cách tìm văn bản và hiểu về một trong những tuyến đường nổi bật nhất tại Long Thành hiện tại, đó là tuyến đường DT hay còn gọi là đường tỉnh lộ 769 đoạn mới. Đây là một trong những cái tuyến đường mà được rất là nhiều anh chị tìm kiếm trong thời gian vừa qua. Nhưng mà nếu như mọi người không phải là người đã đầu tư ở Long Thành một thời gian rồi thì khi mà mình mới vừa tiếp cận đến Long Thành thì rất là khó để mà tìm những cái thông tin này. Cho nên ngày hôm nay thì Vinh sẽ làm một cái video giới thiệu cho mọi người cụ thể để giúp cho mọi người tiết kiệm được thời gian hơn nhé. Nào, chúng ta bắt đầu thôi. Trước mắt mọi người hiện tại là màn hình vi tính của Vinh. Thì để mà chúng ta dễ tìm hơn về cái tuyến giao thông nào đó ở khu vực Long Thành, khu vực Đồng Nai, thì mọi người còn nhớ cái video lần trước mà khi mà Vinh giới thiệu về tuyến đường Cầu Mên thì Vinh đã có hướng dẫn cho mọi người cách tìm văn bản rồi, đúng không nào? Nếu mà ai chưa xem video về tuyến đường Cầu Mên của Vinh thì Vinh sẽ để cái link ở trên này, mọi người cứ click vào xem nhé. Rồi, không làm mất thời gian của mọi người, trước tiên là khi mà chúng ta tìm hiểu về thông tin về một tuyến đường giao thông nào đó thì chúng ta xem giúp dùm Vinh phụ lục 1 nếu là đường tỉnh, phụ lục 2 nếu là đường huyện của văn bản số 40 về giao thông năm 2016. Rồi, khi mà chúng ta trên màn hình của mọi người đó là phụ lục 1 về quy hoạch hệ thống đường tỉnh giao thông. Văn bản này là nghị quyết số 40 năm 2016 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai. Rồi, cái chúng ta sẽ kéo xuống tìm nhé. Trước tiên thì Vinh giới thiệu sơ cho mọi người. Cái cột đầu tiên của mình sẽ là số thứ tự, cột thứ hai là tên đường, thứ ba là điểm đầu, thứ tư là điểm cuối, thứ năm là chiều dài của tuyến đường đấy. Và nó sẽ có quy hoạch đến năm 2030 là có mở rộng đường hay không, lộ giới bao nhiêu mét, chiều rộng lòng đường là bao nhiêu, nền đường là bao nhiêu. Nó sẽ chia ra làm 3 giai đoạn, là giai đoạn đến năm 2020 thì làm những gì, từ giai đoạn 2021-2025 thì làm những gì, và giai đoạn cuối cùng 2026-2030 thì làm những gì. Rồi, chúng ta tìm thôi. DT765, DT766, 767, 768, đây là tuyến đường DT769. Thì cả một tuyến đường này, mọi người lưu ý nhé, là DT769 nhé. Ở khu vực Long Thành nó còn sẽ chia ra làm DT769B, DT769C nữa. Nhưng mà những cái đấy thì Vinh sẽ nói trong những video khác. Còn video này chúng ta tập trung vào DT769 nha. DT769 điểm đầu tiên là quốc lộ 1, là ngay khu vực ngã tư Dầu Giây. Điểm cuối cùng là điểm kết thúc là tại quốc lộ 51, hay còn được gọi là quốc lộ 51B, hay là tên là đường Trường Chinh. Ở khu vực Long Thành này thì nó có tên là như vậy. Rồi, đoạn 1 là đoạn từ quốc lộ 1 là ngay ngã tư Dầu Giây cho đến nghĩa trang xã Bình An, thì đoạn này không phải là đoạn mở mới, chúng ta bỏ qua nhé. Đoạn thứ hai là đoạn từ nghĩa trang xã Bình An cho đến đường đội 3 Long Thành, đoạn này cũng không phải mở mới. Đoạn thứ ba là đoạn từ đường đội 3 Long Thành cho đến quốc lộ 51, đoạn này cũng đã hiện hữu rồi. Thì mọi người có thể thấy là tất cả ba cái đoạn đã hiện hữu rồi. Thì trong giai đoạn từ 2020 cho đến trải qua 2021-2025 và đến cuối cùng là 2026-2030 là đều là duy tu và bảo dưỡng đường hết. Đường thì đã hiện hữu rồi. Và cuối cùng là đoạn thứ tư là đoạn nắng chỉnh hướng tuyến. Đây là cái đoạn DT769 mở mới có nắng chỉnh hướng tuyến. Và đây là cái đoạn mà mọi người đang tìm kiếm. Thì đoạn này là điểm bắt đầu, nó ở nghĩa trang xã Bình An. Nghĩa trang xã Bình An thì nếu như mà mọi người khi mà mình xuống Long Thành á, thì ở khu vực xã Bình An nó có một cái nghĩa trang hay được gọi với một cái tên hay hơn, đó là Hoa Viên Bình An. Đây được đánh giá là một trong những hoa viên có thiết kế, có quy hoạch bài bản nhất Việt Nam thời điểm hiện tại. Nếu như mà chúng ta xuống Long Thành mà chưa đến hoa viên này thì Vinh nghĩ là chúng ta nên dành một xíu thời gian để đi tham quan. Cái dạng hoa viên này nó là một trong những cái dạng nghĩa trang, nhưng mà nó cao cấp hơn, nó được thiết kế bài bản hơn, chỉnh chu hơn.
và nó được đổi mới hơn, đúng theo phong cách nước ngoài, cho nên khá là đẹp. Rồi, cái đoạn này thì ngay cái điểm đầu nó sẽ bắt đầu ngay chỗ khu vực Nghĩa Trang, Hoa Viên, xã Bình An, và điểm kết thúc là tại Ủy ban Nhân dân xã Lộc An. Tổng chiều dài của đoạn này là 8,4 km. Trong đó thì chiều rộng nền đường, nền đường tức là lòng đường nha mọi người, lòng đường chia ra làm hai bên nhé. Thì ở trong đây họ ghi một bên là 11 m, hai bên cộng lại thì lòng đường là 22 m. Rồi, cái mặt đường tức là vỉa hè hai bên thì mỗi một bên là 12 m, hai bên là 24 m, 12 là 24 m, thì 22 với 24 là 45-46 m. Thì tổng tuyến đường DT7 số 9 này là tuyến đường cấp 3, tức là tuyến đường của huyện quản lý, và có lộ giới quy hoạch mở rộng 45 m. Lộ giới của một tuyến đường nó sẽ tính bao gồm là vỉa hè hai bên và lòng đường và con lương ở giữa nếu có. Mọi người lưu ý giúp Vinh nhé. Vỉa hè không có nghĩa là cái lòng đường của con đường đấy nó quy hoạch mở rộng lộ giới đường, nó không có nghĩa là cái lòng đường của tuyến đường đấy nó sẽ là 45 m, mà nó sẽ bao gồm cả vỉa hè nữa. Rồi, trong giai đoạn từ 2020 thì là ở cái cột này nó để trống, tức là không có triển khai bất kỳ cái gì cả, tức là tuyến đường này chưa có xây. Bắt đầu giai đoạn 2021 thì cột đây nó để là 8,4 và cột kế bên nó để 132. Rồi chúng ta xem lại ở trên chút xíu nhé. Cái 8,4 này có nghĩa là làm mới đây km, tức là đoạn từ giai đoạn 2021 đến 2025 thì tuyến DT769 giai đoạn 4 là giai đoạn nắng chỉnh tuyến mở mới, có tổng chiều dài là 8,4 km và có kinh phí xây dựng là 132 tỷ. Ok chưa? Mọi người nhớ giúp Vinh nha. Đây, đoạn 4. Rồi giai đoạn cuối cùng là giai đoạn từ 2026 đến 2030 là giai đoạn duy tu bảo dưỡng thôi. Tức là trong khoảng thời gian 5 năm từ 2021 đến 2025 là tuyến đoạn mở mới này sẽ làm, với tổng chiều dài là 8,4 km, lộ giới của tuyến này là 45 m, lòng đường là 22 m và vỉa hè hai bên mỗi bên là 12 m. Tổng kinh phí xây dựng là 132 tỷ. Mọi người nhớ những thông tin này nhé. Chúng ta bắt đầu qua cái bản đồ quy hoạch. Thì đây, trước mắt mọi người là bản đồ quy hoạch Long Thành giai đoạn 2021 và định hướng đến năm 2030. Thì để mà mình xác định thì Vinh hướng dẫn trước cho mọi người. Chúng ta sẽ lấy cột mốc, chúng ta sẽ lấy cột mốc cao tốc là cái điểm bắt đầu. Thì xin lỗi mọi người, nó hơi lắc một chút xíu nha. Chúng ta sẽ lấy cột mốc cao tốc là cái điểm bắt đầu. Thì trên Sài Gòn khi mà mọi người xuống Long Thành, mọi người sẽ đi theo dây cái tuyến là đường cao tốc Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Đây, mọi người nhìn để ý con chuột của Vinh nhé. Từ đây chúng ta đi theo cái hướng là cao tốc Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, và chúng ta đụng ngay nút vòng xoay giao với lại quốc lộ 51 thì mình rẽ tay trái. Cái hình chiếc lá này là thị trấn Long Thành nha mọi người. Đây, mọi người nhìn trên bản đồ thấy cái hình chiếc lá này là thị trấn Long Thành. Rồi, chúng ta di chuyển theo cái hướng quốc lộ 51 là ở phía bên tay phải, thì chúng ta đến ngay đúng địa điểm này. Mình đang muốn zoom nhỏ lại cho mọi người dễ nhìn ha. Chúng ta đến ngay đúng địa điểm này là ngã tư Lộc An. Ngã tư Lộc An là ngã tư giao giữa đường tỉnh lộ 769 và đường quốc lộ 51. Đây là một trong những cái ngã tư rất là lớn ở khu vực Long Thành. Và bất kỳ mọi người xuống Long Thành thì hỏi dân địa phương ở đây ai cũng đều biết ngã tư Lộc An cả. Rồi đến ngã tư Lộc An này chúng ta rẽ tay phải. Rẽ tay phải vào thì là chúng ta đi di chuyển trên tuyến đường tỉnh lộ 769. Đây mọi người có thể thấy nè, có chú thích tuyến đường tỉnh lộ 769. Thì đây là tuyến đường đã hiện hữu rồi. Đây là tuyến đường đã hiện hữu rồi. Chúng ta chạy từ đầu đường ngã tư Lộc An chạy vào ngay đúng vị trí này. Mọi người thấy nó để là TMD đó. Ngay đúng vị trí này chính là Ủy ban Nhân dân của xã Lộc An. Thì từ đầu đường chạy vô là nó mất đâu đó khoảng độ tầm 4 cây số, 4 km. Rồi, ngay đầu đường Ủy ban Nhân dân của Lộc An cũng chính là cái điểm
điểm bắt đầu của cái tuyến DT769 đoạn 4 mở mới. Vinh xin lỗi mọi người một xíu ha, là máy tính của Vinh nó hơi trục trặc. Đây Vinh hướng dẫn cho mọi người trên Google Maps nhé. Mình xem trên Google Maps cho nó tiện nhé. Đây. Đây, khi mà mình nhìn trên map á, thì nó sẽ dễ hơn. Từ cao tốc Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, chúng ta đụng ngay cái nút vòng xoay này, mình rẽ tay trái đi về hướng thị trấn Long Thành. Thị trấn Long Thành là cái hình chiếc lá mọi người có thể thấy nè, được bao bọc bởi hai con đường. Đường Lê Duẩn là đường trung tâm và bên ngoài là đường quốc lộ 51. Thì chúng ta đi ở phía bên ngoài. Chúng ta chạy đến ngay đúng vị trí này. Mọi người có thể thấy là đây là cái góc ngã tư Lộc An, giao giữa đường 769 ở phía bên tay phải và đường Hai Bà Trưng ở phía bên tay trái. Chúng ta rẽ phải vào hướng tỉnh lộ 769 hiện hữu. Đây, đây là tuyến tỉnh lộ 769 hiện hữu. Thì mọi người di chuyển trên tuyến này khoảng 4 km, chúng ta sẽ đến ngay vị trí của Ủy ban Nhân dân xã Lộc An. Đây, đây cũng chính là điểm đầu của tuyến đường tỉnh lộ 769 mở mới. Thì bắt đầu Vinh sẽ đo cho mọi người nhé. Đây. Nếu mà mọi người đi thẳng, tiếp tục đi thẳng thì mình là đi theo tuyến tỉnh lộ 769 đoạn hiện hữu rồi. Còn nếu như mọi người rẽ trái thì chúng ta sẽ đi theo tuyến tỉnh lộ 769 đoạn mở mới. Cái tuyến này cũng chính là cái đường mặt tiền của khu tái định cư Lộc An Bình Sơn. Những hộ dân mà được bốc thăm vị trí một nền đất tái định cư mà mặt tiền của tỉnh lộ 769 mới thì thật sự là rất là may mắn. Đây, cái tuyến này nó sẽ chạy thẳng hết khu tái định cư và không dừng lại ở tái định cư, nó sẽ đâm thẳng một đường một. Mọi người có thể thấy ở đây là cái mảng màu xanh rất là lớn, tất cả các quỹ đất trong đây đều là quỹ đất của công ty cao su Đồng Nai. Đất đều là đất cao su hết và khu vực này không có dân cư. Thành ra là việc triển khai cưa cây cao su để bàn giao mặt bằng trống và xây dựng đường tỉnh lộ 769 rất là dễ. Đây, mọi người có thể thấy là nó đã có một cái lằn ranh đất trên Google Maps không ạ? Đó, đó chính là tuyến tỉnh lộ 769 mới. Thì chúng ta đến ngay vị trí này. Đây là Nghĩa Trang, xã Bình An hay là Hoa Viên Bình An. Đây chính là điểm kết thúc của tuyến tỉnh lộ 769 đoạn nắng chỉnh. Và nếu mà chúng ta ra tới ngay đúng vị trí đường tỉnh lộ 769 thì mọi người có thể thấy là tổng khoảng cách là 8,41 km. Đây, trên phụ lục đoạn 4, tổng khoảng cách là 8,4 km. Sẽ triển khai trong giai đoạn từ 2021 đến năm 2025. Tổng kinh phí xây dựng là 132 tỷ. Và cái tuyến này là một trong những cái tuyến cực kỳ quan trọng, khi mà mục đích xây dựng của nó sẽ giúp cho những cư dân ở khu vực xã Lộc An hay là những cư dân ở khu vực khu tái định cư này, chúng ta có thể đi một cái tuyến đường riêng. Thay vì là thời điểm hiện tại đối diện với lại khu tái định cư á, thì là cụm khu công nghiệp Lộc An Bình Sơn 500 hectare. Và xe container, xe hàng đi ra vào khu vực này rất là nhiều. Và kể cả vừa dân cư, vừa công nhân, nhân viên chức làm việc trong khu công nghiệp và sau này là khu tái định cư, thì cái lượng dân cư ở đây, đáp ứng cái lượng dân cư trong khu tái định cư nó lên đến 24.000 hộ dân. Cho nên là nó rất là đông đúc. Rất là đông đúc. Thì để giảm tải cho vấn đề lưu lượng giao thông đấy, thì tỉnh Đồng Nai bắt buộc phải làm một cái tuyến tỉnh lộ 769 mới để dân cư người ta đi một bên và những cái xe container, những cái xe vận chuyển hàng hóa, những cái xe khách người ta đi một cái tuyến riêng. Thì thứ nhất là nó có hai đường để đi, nó giảm tải lưu lượng giao thông, tránh tình trạng ùn tắc kẹt xe, và thứ hai nữa là nó cũng hạn chế tối đa cái vấn đề tai nạn giao thông xảy ra. Tại vì mọi người có thể biết là hiện tại ở Đồng Nai á, cái tai nạn giao thông xảy ra rất là nhiều luôn, và hầu như là thường xuyên giữa xe khách, rồi xe container, xe tải và những cái xe gắn máy nhỏ.
liên tục. Thành ra bắt buộc là phải nâng cấp và mở rộng một cái tuyến mới để mà dân cư họ đi một cái phía và xe tải, xe hàng họ đi một cái phía. Giảm ùn tắc giao thông, tránh tình trạng kẹt xe và giảm tai nạn giao thông. Đó là mục đích của cái tuyến tỉnh lộ 769 mới này. Rồi, đó là tất cả những cái gì thông tin Vinh đã tìm hiểu về cái tuyến tỉnh lộ 769. Thì hiện tại hãy theo chân Vinh để đi thực tế tuyến tỉnh lộ 769 này, xem là tuyến này vào đầu năm 2021, vào ngày hôm nay là ngày 21 tháng 3 năm 2021 thì đã triển khai chưa, và nếu có triển khai rồi thì đã xây dựng được tới đâu nhé. Nè, đi thôi.